coi mình nhớ mình hồi tiếp dầu mình nhớ ấy rồi chậm dầu
đừng ra đừng quên đó. Quên bất chợt nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mày. Ủa làm gì rần rần vậy? Ai biết đâu, chị nhìn thấy đèn vô là sợ rồi. Chị trẻ, đèn còn hay sao? Muốn hỏi gì? Thì rồi hả Đức, sao cái gì con cũng chơi trước vậy? Mẹ chưa coi hả? Chưa. Mẹ phải coi game show của con chơi nhiều lên. Nhưng mà mẹ nghĩ cái này là game show mới luôn á. Tập trung. Trời ơi, là tại vì mẹ đi quay nhiều quá, mẹ không có thời gian. Mình coi cái này con chơi rồi. À vậy hả trời. Con là thắng đâu chừng 40 triệu. Chết cha, thắng nữa. Được thôi, kỳ này nhường mẹ nha. Nhường, nhưng mà em, để đi ra nha, nhạc bên đi ra. Dính kia, dính ra. Cái gì? Nhường mẹ, kỳ này không có thắng nữa. Đợt rồi thắng rồi. Mà lần nào chơi con cũng thắng mẹ hết trơn á. Thì con cũng muốn nhường, nhưng mà tại vì còn đồng đội nữa. Thí dụ mà con nhường thì nhiều khi mấy bạn kia buồn con. Con là đội trưởng, con quyết định hết rồi, trơn á. Rồi con quyết định, con sẽ không thèm bấm chuông gì hết nữa. Mẹ cứ bấm nhưng mà con sợ vậy nè. Mẹ bấm nhưng mà mẹ ca sai là cũng không được vậy. Vậy hả? Mẹ học lời chưa? Có nhiều bài hát. Ủa? Lắm, thuộc lời. Đây nè, sao cái chương trình này là thuộc nhiều lắm. Sao cái này mới thuộc? Tôi nếu thuộc trước đi. Nhưng mà hứa với tôi đi, rồi hãy mà kiểu mà cho tôi thắng là tôi sẽ giả lê lọc. Cái gì? Giả lê lọc cho. Vậy con thắng. Rồi. Con thắng. Không chứ mấy lọc nó đâu có chịu, không nó giữ. Không, đi xong cái cuộc thi này về mẹ nói lên lê lọc nó lấy con. Nói lại nha, thử nhường lần này coi sao nha. Mẹ sẽ mua thuốc ngủ cho nó ngủ đời mẹ. Sao mẹ dùng thủ đoạn quá, con gái của mẹ. Con hứa với mẹ đi, con cho mẹ thắng rồi mẹ mua thuốc ngủ. Rồi, con nhường mẹ. Mẹ cho nó ngủ rồi con lại nha, mẹ điện thoại con lại liền. Rồi, chuẩn bị hát. Bye bye nha.